Xin chào tất cả các bạn trở lại buổi livestream của Bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam. Thì đối với khách hàng đã làm tham gia dịch vụ là trượt hàm dưới và gọt hàm V-Line thì chúng ta sẽ gặp lại khách hàng sau phẫu thuật 6 tháng đến tới khám định kỳ. Thì chúng ta sẽ nhìn cho xem cái hình hiện tại của khách hàng nha. Cái hình hiện tại của khách hàng chúng ta thấy nè, trước phẫu thuật thì mình thấy nó phần hàm là góc bên phải nó to, nó có nhiều góc cạnh và làm cho gương mặt của khách hàng này mất cân đối. Nhìn cả xương hàm hai bên và cằm mình thấy không có hoài hòa cân đối tự nhiên, nhìn rất là góc cạnh nha. Thì sau phẫu thuật, hình ảnh sau phẫu thuật tái khám của khách hàng là lúc được 3 tháng nè, một thay đổi mà chúng ta nhìn thấy thay đổi một cách hoàn toàn và ngoạn mục, nhìn thấy khách hàng rất là xinh xắn nha. Và tiếp theo, sau khi khách hàng trở lại đây tái khám 6 tháng định kỳ thì mình thấy hình ảnh khách hàng thay đổi một cách hoàn toàn và nhìn thấy bây giờ rất là tự nhiên, nó ổn định hơn so với 3 tháng đầu. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái hình ảnh mà lúc mà khách hàng đến đây trước khi tham gia làm dịch vụ nè, nhìn đấy ha, nhìn nó không cân đối và phía phần hàm phía dưới nó nhô, phần hàm phía trên và phía dưới nó mất cân xứng và nhô ra rất là nhìn thấy không tự nhiên nhé. Sau khi làm thì chúng ta sẽ, khách hàng có được kết quả rất là hoàn hảo. Đây hình ảnh sau khi làm xong 3 tháng nhé. Còn kết quả cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đây, đó là khách hàng sẽ được một cái gương mặt diện mạo hoàn toàn mới và thay đổi gương mặt rất là nhiều. Và thay đổi rất là kỳ diệu. Khách hàng rất là tự tin với cái mà gương mặt này. Đấy. Các bạn có thể là xem thêm những cái hình ảnh mà góc khác của khách hàng nhé. Đây là góc nghiêng nhé, cho tất cả các bạn xem, nhìn thấy thay đổi một cách hoàn toàn, nhìn rất là xinh xắn. Các bạn Kim Trần có chia sẻ là đẹp quá, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Xinh rất là nhiều nha. Đây góc cạnh từ cái hình mà chia sẻ cho các bạn nhìn thấy, đây là hình ảnh trực diện, nhìn thấy rất là kết quả một cách thay đổi một cách hoàn toàn. Khách hàng rất là hài lòng về cái gương mặt hiện có bây giờ nhé. Và sau đây chúng ta sẽ tương tác với vị khách hàng của mình nha các bạn nhé. Vậy chị ơi, chị cho em hỏi là trong quá trình làm á thì mình có cảm thấy lo lắng hay là như thế nào không chị? Nói chung là cũng cảm thấy lo lắng là vì rất là sợ đau á, nhưng mà mình nghĩ là thôi mình phải chơi liều một phen nên là quyết định làm. Và sau đó kết quả là mình có cảm thấy là ok không, hay là những người xung quanh mình có dành lời khen cho mình không ạ? Thì cái kết quả ra thì như mọi người thấy là nó hơn cái mình tưởng tượng luôn. Đây là các kết quả hơn so với sự mong đợi của khách hàng luôn nha các bạn nhé. Trong quá trình mà chị nghỉ dưỡng nè, mình đến đây thay băng và tái khám á, mình cảm thấy là từ bác sĩ cho tới thái độ phục vụ chăm sóc của khách hàng tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Nam thì mình có hài lòng không chị ha? Rất là hài lòng, mọi người rất là nhiệt tình. Dạ rồi, em cảm ơn chia sẻ thật tình của chị nhé.